Mộc Hương Shop xin được chào các bác ạ. Ở đây thì tôi có một quay một cái video ngắn giới thiệu đến các bác cái sản phẩm chuỗi 108 hạt 8 ly trầm hương nha các bác nhé. Hàng này thì nó hàng tốc phá banh, hàng là trầm tự nhiên núi rừng. Ở đây thì tôi có 4 sợi đây. Chất lượng từng sợi đẹp. Tôi cũng báo giá luôn ở trên này, hoặc là các bác có thể vào website nhé. Tôi sẽ update cái hình ảnh cũng như là cái báo giá chi tiết cái sản phẩm này trên web và cuối clip này luôn. Đầu tiên thì tôi sẽ cho các bác xem những cái chất lượng cái vòng nhé. Size 8 ly thì phù hợp với tay nam, hoặc là mình có thể làm dây chuyền nam đeo. Như tôi đang đeo một cái sợi 8 ly dây chuyền 108 hạt đeo cổ rất là đẹp. Cái này là để mộc tự nhiên, hàng mộc nguyên bản các bác nhé, chất gỗ chất lượng nên là không cần đánh bóng xi làm gì cả. Chỉ những cái hàng nào mà hàng thường là hàng tốc phổ thông này, hàng tốc tốc vườn thì mới cần phải đánh bóng cho nó đẹp thôi, chứ còn bình thường những cái chất gỗ mà hàng tốc phá banh như thế này, chất gỗ đẹp trở nên từ hàng tốc phá banh đến hàng cao cấp thì toàn bộ là để mộc và chỉ có đánh nhám mịn và đánh rất là kỹ các bác nhé, đánh từ 10 lần trở nên tùy từng hàng. Ví dụ những cái hàng như này là đánh từ 10 lần này và nó đánh nó rất là mịn, nó không còn những cái gỗ thô ráp bám trên vòng nữa các bác, đánh đến mịn đến cái mức mà nó tự bóng lên. Đó, cũng khá là bóng nhưng mà nó không thể nào mà bóng như khi mà mình đánh xi được. Đó, để mộc các bác nhé, và nó thơm dịu nhẹ, càng đeo nó càng lên nước thơm. Chiếc vòng thứ nhất, chiếc vòng thứ hai đây ạ. Đó. Các bác có thể đặt hàng trực tiếp qua số Zalo 0987863250 hoặc nhắn tin trên Mộc Hương Shop ở trên fanpage Facebook hoặc là qua email đều được nha các bác nhé. Cái loại này thì giá hiện tại là 5,5 triệu thì đang được giảm còn 4,8 triệu một sợi các bác nhé. 4,8 triệu một sợi tốc phá banh này rất đẹp, 8 ly còn 4 sợi thôi các bác. Đây, hàng này thì vân dầu của nó khá là tốt, cho soi cho các bác vân dầu luôn nhé, khá là chất lượng. Đây các bác nhìn thấy nó đen không? Vân dầu của nó khá là đen và khá nặng gam. Em ơi lấy cho anh cái cân cân gam với lại cái soi vân vân bên dưới. Mười bảy gam các bác nhá. 17 gam. 19 gam. 17 gram, 17, 18, 19 gram. Đó, sợi này 19 gram, 18 gram này. Đó, 19 gram, nói chung là từ khoảng 17, 18, 19 gram một sợi. Đây tôi soi vân cho các bác nhé. Các nhìn thấy rõ vân không ạ? Vân trầm hương tự nhiên, chất dầu khá là đẹp. Đây này, dầu nó ăn loang ra bên ngoài luôn này. Những cái hàng như này thì nó cũng khá là ít. Hàng tốc phá banh và hàng banh thì nó cũng khá là ít, số lượng của nó ít đấy các bác. Còn cái hàng mà tốc thường thì giá số lượng của nó nhiều hơn. Các bác đặt hàng thì hãy kích vào link website và hoặc là gọi điện trực tiếp cũng như là nhắn qua Zalo nhé. À, cái giá của cái sản phẩm này thì tôi đã báo rồi các bác nhé. 5,5 triệu thì đang bên tôi đang có khuyến mại, còn 4,8 triệu một sợi. Size 8 ly mà là được hàng là tốc phá banh như này, giá cực kỳ tốt đấy.
Có 4 sợi thôi các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều nha. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Xin chào.